tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Thảo Vi, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ, nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương diện, phương tiện, dẫn dắt, khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đều biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót và chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Trung, Phẩm Thứ 9. Xưng danh hiệu chư Phật. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sinh tử đạt nhiều lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép câu nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc. Vậy ông nên nói ngay đi, giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, tay dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường 8 tháng, người này được vô lượng vô biên phúc lợi, lại hằng hà sa kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khoảy móng tay, người này trọng hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đào Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lan sáu từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm lại bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng đọc vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Cao Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại 8 tháng, người này nơi pháp hộ của nghìn Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đạo Phật thọ ký đạo vô thượng cho, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thiên Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, lại vô sự lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đoạn vào ác đạo, thường ở lại tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán
Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Kassatra Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mã Nguyệt Phật, Đức Nguyện Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được cho nhiều danh hiệu. Những chúng sinh lúc đó sinh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đã lẽ phải trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đạo quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Húng là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Ha ha ha,